Xin chào các bác nhé, chào các bác và mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em quay cho các bác một cái con quạt nữa. Con này là của Mitsubishi các bác nhé. Mitsubishi, con này thì cũng đời chắc cũng lâu lắm rồi. Đó, thì các bác nhìn là chắc các bác cũng nhận ra rồi. Đây đây, quạt em không vệ sinh đâu các bác. Đó, để như vậy rồi. Nó có sao mình để như vậy. Thì cái này nó đít này bằng sắt các bác nhé. Bằng sắt. Thì thân của nó thì ra đây đó. Tất cả kim loại nhôm hay sắt thì các bác biết rồi, anh bác nào mà mua quạt các bác biết rồi, dùng quạt Nhật các biết rồi đó. Thì cái này chỉnh ngẩng cao ngẩng thấp thì nó ở cái đuôi sau này nhá, đó cái lốm này đó. Bác vặn xuống thì bác hạ nó xuống. Thì con này thì chỉnh tốc năng của nó thì bằng dây cáp nhá bác nhá. Các bác nhìn thấy cái sợi dây cáp đây này các bác thấy không? Đó, cái sợi dây cáp. Mitsubishi. Chưa có vệ sinh. Đây, các bác nhìn cảnh. Đây là Mitsubishi. Đó, thì em quay ra đây ánh sáng để cho các bác nhìn rõ biết nó màu gì. Em quay đây là trên cái tùng xốp nên là sẽ tiếng nó sẽ cổ ủ quả thì về luôn nhá. Ở đây là quạt lỡ các bác nhá, quạt lỡ chứ không phải là quạt nùn, không phải nói quạt đại bàn mấy nhá. Các bác nhìn bây giờ nó cao chắc được kính chắc khoảng 70 80 nếu mà tính từ lồng trở xuống. Số 1 là mạnh nhất của nó, số 3 là mạnh nhất. Số 3. Đấy, số 3 thì gió nó phe phẩy rồi các bác nhá. Dùng mà rất cũng rất là mát đấy chứ không phải là phe phẩy không. Thì các bác biết cánh của Nhật nó thiết kế như thế nào rồi. Dù quạt chạy rất nhẹ mà nhìn thấy nờ giờ cánh vậy thôi nhưng mà cái gió thì nó lại khác. Không như cái quạt của mình này cứ dù ù nhưng mà nó không tí gió đâu. Đây, tốc năng đứng rồi các bác nhá. Mở tốc năng. Đó. Còn cái chỗ này là để bấm nghe để làm cao thấp cái đây này. Đó. Thả nó xuống này, nó bấm nhả lên này, đó. Là cái cần này để lên xuống. Dây điện thì bác thấy rồi, nó dây điện nó rất là dài thò ra vậy nên lúc quay đi quay lại nó không đứt, bao giờ đứt được. Nó ra đời cũng khá lâu rồi, như quạt này chắc các bác cũng biết là nó cũng rất là lâu rồi. Thì ít nhất nó cũng vài chục năm rồi. Em thì chả biết chính xác năm bao nhiêu, em cũng chả biết xem đời quạt đâu các bác. Thì các bác nhờ bác dành để bác biết thôi. Thì em chỉ thấy hay thì mua về thôi. Bán cho các bác có nhu cầu. Nhiều có bác thì xài mấy cái quạt đời mới của Hitachi bây giờ ấy, cũng khoảng 3 triệu mấy của Nhật mà sản xuất tại China, xuất từ Nhật đời mới lại 6-7 cánh gì đó. Rồi đó là nó cũng gật gà gật gù, nói chung là nó đủ chức năng gió, cái model nó xài điều khiển gió mốt hết đó. Thì cũng có bác thì thích như vậy, có bác thì cũng không thích, các bác muốn thích như con quạt cũ. Nhưng bác nhiều tuổi thì những bác không thích những con đời mới. Thì em bán cái quạt này đó, thì bác nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho em. Thân sắt bác nhé, thân sắt từ dưới này lên này, chắc nó bằng nhôm chứ không phải bằng sắt được này, nhưng mà nói chung là kim loại thôi. Mình nhôm hay là gang thép bác biết nó là gang nhôm. Quạt nặng thôi, rất là nặng, vẫn hoạt động trơn tru cho từng ấy ngàn năm tháng. Đấy, đặc biệt bác biết rồi, quạt Nhật thì sử dụng thì thời gian nó rất là lâu, những cái đồ của nó sản xuất ngày xưa nó rất là cao. Cái minh chứng thì các bác đã xài rồi, cái đó em cũng không phải giới thiệu thêm, nói chung em chỉ giới thiệu là đây là cái quạt đó. Đấy, màu mã là như vậy. Các bác về rửa vệ sinh nó thì chắc chắn là cái lồng này nó sẽ khác. Đây là đất bẩn nó còn bám lên, nó lau xà bông rồi biết đi thì nó sẽ sạch.
Đấy, chỗ này nó xanh này, còn chỗ này thì nó trắng, nó bẩn đất đấy bác. Đó, hôm nay em đã quay cho cái chẳng ánh sáng cực kỳ là sáng, đủ ánh sáng luôn để các bác nhìn nó luôn rõ luôn, không phải no vấn đề là nó khác màu nữa. Hôm qua em quay cái chỗ kia bác nhìn thấy không đó, đấy có cái tấm lưới xanh đó, nên thành ra là cái máy hút bụi nó bị đổi màu đó, nên nhiều khi các bác cũng khó không biết nó là màu gì, mà em quay ở đây là các bác nhìn rõ luôn, chính xác màu này luôn. Nó chẳng hạn như các bác như đây nhìn xanh nét như này đúng không, nhưng mà thì bác bớt đi một xíu đó, còn đúng mà màu như vậy nó chỉ có đậm hơn và nhạt hơn thôi, còn cái trong máy hút bụi kia là nó mất màu luôn, nó màu khác luôn riêng ngoài màu này. Ok bác nhé, để sắt. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã quan tâm sản phẩm.